Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong cùng đoàn công tác của tỉnh dự lễ kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Vĩnh Phúc. Bài học kinh nghiệm về sự đoàn kết, thống nhất, đặc biệt là những quyết sách trúng và đúng đã đưa Lào Cai trở thành địa phương phát triển ở khu vực, cuộc sống của nhân dân ngày càng phồn thịnh, ấm no. Quan tâm phát triển du lịch Lào Cai trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ đang diễn ra ở nhiều lĩnh vực. ChatGPT lập kỷ lục về tốc độ gia tăng người sử dụng chỉ trong một tháng. Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình hôm nay. Mời quý vị khán giả cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 3 tháng 2, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2023 và kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Vĩnh Phúc, mùng 2 tháng 3 năm 1963, mùng 2 tháng 3 năm 2023. Dự buổi lễ có đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, lãnh đạo một số bộ, ban ngành trung ương, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc và một số tỉnh thành trong cả nước. Đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự sự kiện này. Diễn văn tại lễ kỷ niệm của Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan đã ôn lại lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam và ôn lại sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Vĩnh Phúc vào ngày 2 tháng 3 năm 1963. Trải qua 93 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và 60 năm thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã nỗ lực không ngừng xây dựng quê hương Vĩnh Phúc ngày càng giàu đẹp. Chúc mừng và biểu dương những thành tựu tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc qua các thời kỳ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc trong tỉnh tiếp tục tìm tòi, đổi mới phương thức, làm chuyển biến thực chất công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Vĩnh Phúc cần tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, phát huy cao nhất tiềm năng, các lợi thế nhằm đưa Vĩnh Phúc trở thành tỉnh công nghiệp phát triển, một trong những trung tâm công nghiệp, dịch vụ, du lịch của vùng và cả nước. Chiều nay cũng tại tỉnh Vĩnh Phúc đã diễn ra hội thảo khoa học với chủ đề Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên, lý luận và thực tiễn. Dự hội thảo có giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo một số bộ, ban ngành tỉnh, thành phố, các chuyên gia, nhà khoa học của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai tham dự hội thảo. Phát biểu tại hội thảo, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng khẳng định hội thảo có ý nghĩa quan trọng trong triển khai cụ thể hóa việc thực hiện nghị quyết 21 của Ban chấp hành Trung ương khóa 13 về tăng cường, củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu các cấp ủy đảng cần tiếp tục nghiên cứu xây dựng mô hình tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên phù hợp với quy định của đảng và điều kiện thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị. Từ thực tiễn triển khai công tác xây dựng đảng thời gian qua, các đại biểu chỉ rõ những ưu điểm, khó khăn, vướng mắc, hạn chế, bất cập và nguyên nhân trong việc nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên, đồng thời đề xuất các giải pháp thiết thực, khả thi nhằm nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Chiều nay ngày 3 tháng 2, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị công bố quyết định điều động và bổ nhiệm Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai. Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dự hội nghị. Theo đó, đồng chí Ly Xeo Vàng, Phó Bí thư Huyện ủy Simacai được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai từ ngày 1 tháng 2 năm 2023, thời gian bổ nhiệm 5 năm.
Tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trịnh Xuân Trường đã trao quyết định bổ nhiệm cho tân Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Ly Xeo Vàng. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trịnh Xuân Trường chúc mừng và mong muốn đồng chí Ly Xeo Vàng trên cương vị công tác mới sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, cùng đơn vị tham mưu cho tỉnh, ban hành và thực hiện tốt các chính sách dân tộc ở địa phương. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Ly Xeo Vàng trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời hứa sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. 32 quần chúng ưu tú của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hóa chất Đức Giang và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh vừa vinh dự được kết nạp vào Đảng trong dịp mùng 3 tháng 2. 30 đảng viên mới cùng đứng trước đảng kỳ và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên thệ là hình ảnh đẹp và ấn tượng tại lễ kết nạp đảng do Đảng bộ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hóa chất Đức Giang tổ chức vào sáng ngày 3 tháng 2. Trong buổi sinh hoạt thường kỳ tháng 2, Chi bộ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cũng đã tổ chức lễ kết nạp hai đảng viên mới. Tới dự và chia vui, các đồng chí trong thường trực, thường vụ đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh mong muốn các đảng viên mới tiếp tục rèn luyện, có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thưa quý vị và các bạn, từ một tỉnh trong top nghèo nhất cả nước, dưới sự lãnh đạo đúng đắn, chủ động và sáng tạo của Đảng bộ tỉnh, Lào Cai đã trở thành địa phương phát triển ở khu vực, cuộc sống của nhân dân ngày càng phồn thịnh, ấm no. Bài học kinh nghiệm về sự đoàn kết, thống nhất, đặc biệt là những quyết sách trúng và đúng đã tạo nên sự đổi thay ấy. Sau 4 năm chuyển đổi diện tích trồng sắn hiệu quả không cao sang trồng quế, theo định hướng của địa phương, với sự hỗ trợ của các cấp các ngành, gia đình anh Tráng A Vân đã cải thiện được thu nhập và thoát nghèo. Đây là kết quả từ việc cụ thể hóa trong triển khai nghị quyết số 10 gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia của Đảng bộ tỉnh. Những năm trước mình chưa có điều kiện, năm nay thì mình cũng tỉa lá quế rồi thì mình có tiền thì mình cũng phải một lần về mời anh em trong làng đến chơi ăn Tết. Nhưng mà mình vẫn phải tiết kiệm để sang năm mới thì Tết xong mình vẫn phải đầu tư cây quế giống thì mình trồng thêm. Mình dự định mình chắc trồng khoảng 1 vạn cây nữa. Sát sao cơ sở, đề ra những quyết sách đúng và trúng, lại có sự hướng dẫn chỉ đạo gương mẫu đi đầu của các đảng viên đã góp phần tạo nên thành công chung trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Vì vậy, việc tăng cường năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng, phát huy tính tiền phong gương mẫu của đảng viên được Đảng bộ tỉnh đặc biệt chú trọng. Thường trực huyện ủy, ban thường vụ chỉ đạo các đảng bộ, các chi bộ xây dựng các cái nhân tố, cái nguồn để phát triển đảng. Hàng quý 6 tháng đến 9 tháng là cũng đều có những cái báo cáo rất rõ, đánh giá, phân xuất loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên thì sẽ trừ vào cái điểm thi đua của các cái đồng chí. Chúng ta đề ra cái kế hoạch phát triển đảng viên là 2013. Thế và chúng ta cũng đã kết thúc năm là đã được 2.102, chúng ta vượt khoảng gần 5%. Như vậy cũng là một trong những cái năm mà thực hiện hoàn thành tốt cái chỉ tiêu phát triển đảng viên. Năm 2023, tỉnh Lào Cai chọn chủ đề hành động là đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, hành động, phát triển. Cả hệ thống chính trị và nhân dân đang thể hiện quyết tâm, đồng lòng, thúc đẩy sáng tạo, tự tin, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ. Lấy hành động làm thước đo nhằm xây dựng tỉnh Lào Cai phát triển toàn diện. Sẽ kiên trì thực hiện những cái mục tiêu, những cái chương trình, đề án trọng tâm mà Đại hội Đảng bộ tỉnh đã xác định một cách đồng bộ, một cách toàn diện để đảm bảo sự phát triển một cách hài hòa và bền vững nhất. Phấn đấu đến năm 2025, Lào Cai vẫn duy trì là cái tỉnh phát triển của khu vực miền núi phía Bắc. Và năm 2030 sẽ là vươn lên phấn đấu trở thành tỉnh khá của cả nước. Hơi ấm của mùa xuân đang lan tỏa trên khắp các vùng quê của Lào Cai, với một niềm tin sắt son vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Với việc phê duyệt chiến lược dữ liệu đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, Lào Cai là một trong những tỉnh đầu tiên trong cả nước thực hiện nhiệm vụ này. Chiến lược dữ liệu của tỉnh được xây dựng nhằm khai phá tiềm năng của dữ liệu để phục vụ tốt hơn cho hoạt động của cơ quan chính quyền tỉnh, cung cấp dịch vụ thân thiện, hiệu quả hơn cho người dân, doanh nghiệp. Việc xây dựng chiến lược dữ liệu được chia thành hai giai đoạn với các mục tiêu cụ thể. Lào Cai là tỉnh đầu tiên phê duyệt chiến lược dữ liệu cấp tỉnh.
Chiến lược dữ liệu được xây dựng phù hợp với tầm nhìn và định hướng của quốc gia về phát triển dữ liệu số, tuân thủ đầy đủ các quy định, hướng dẫn của chính phủ, các bộ ngành, cơ quan trung ương về quản lý và phát triển dữ liệu số. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, cụm từ du lịch 4.0 đã trở nên quen thuộc. Loại hình du lịch theo hướng thông minh này ra đời như một xu hướng tất yếu của kỷ nguyên số, làm thay đổi diện mạo ngành du lịch theo hướng tích cực. Không nằm ngoài xu thế, du lịch Lào Cai đã và đang tích cực chuyển đổi số để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du lịch thời đại mới. Đây là buổi tối đầu tiên của nhóm du khách nước Pháp tại Sapa. Trước khi quyết định chọn Sapa là điểm đến tham quan nghỉ dưỡng, những du khách này đã tìm hiểu các thông tin về Sapa được đăng tải đầy đủ trên các trang mạng xã hội, các app đặt tour. Thông qua đó, họ thấy được hình ảnh ấn tượng về thiên nhiên, văn hóa con người Sapa. Những nhận xét đánh giá của du khách đã từng tới Sapa. Việc có được những thông tin cần thiết về du lịch Sapa đã khiến nhóm du khách Pháp hoàn toàn hài lòng. Chúng tôi lên trang Traveloka giới thiệu Sapa là một điểm đến hàng đầu Việt Nam. Không mất nhiều công sức, việc đặt phòng và đi lên Sapa rất thuận lợi. Chúng tôi rất thích nơi này. Cùng với cuộc cách mạng công nghệ 4.0, du lịch 4.0 ra đời như một cách tất yếu. Đó là khi các ứng dụng kỹ thuật số, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, công nghệ thực tế ảo được ứng dụng vào ngành công nghiệp du lịch. Điều này giúp cho các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch, nhà quản lý và du khách đều được hưởng lợi. Qua tin nhắn của fanpage thì các bạn ấy sẽ, nghĩa là khi mà khách đã đặt phòng qua fanpage, nhắn tin qua fanpage thì các bạn ấy lưu lại thông tin. Sau đó thì có những cái chương trình khuyến mại gì trong năm hoặc là trong tháng đặc biệt gì đấy hoặc là dịp sinh nhật thì các bạn sẽ gửi tin nhắn cho khách qua fanpage. Không bỏ qua cơ hội, Lào Cai là một trong 30 tỉnh thành của cả nước ứng dụng bộ giải pháp du lịch thông minh. Tỉnh đã phê duyệt đề án thí điểm du lịch thông minh giai đoạn 2018-2025. Quy chế quản lý để triển khai bộ 3 giải pháp du lịch thông minh gồm cổng du lịch thông minh, ứng dụng du lịch thông minh trên smartphone và phần mềm quản lý lưu trú. Qua đó tạo điều kiện để du lịch tỉnh Lào Cai theo kịp sự phát triển. Chúng ta đã nhanh chóng thúc đẩy cái việc ứng dụng công nghệ thông tin 4.0, đặc biệt là ở Lào Cai là chúng ta đã đưa cái bộ 3 sản phẩm du lịch thông minh vào để vận hành với trong 241 cái tính năng phù hợp với cái xu thế hiện nay, ví dụ như là từ thanh toán điện tử, đặt phòng rồi tìm hiểu các cái thông tin thì đã được không những khách trong nước và quốc tế truy cập tìm hiểu, thì cũng đã là một cái cũng tạo ra được một cái sự sức hút rất tốt trong công tác truyền thông quảng bá. Du lịch 4.0 ra đời cùng với cuộc cách mạng công nghệ 4.0 và là xu hướng phát triển tất yếu của ngành du lịch toàn cầu. Việc đón đầu xu thế đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số trong du lịch sẽ giúp cho ngành công nghiệp không khói của tỉnh ngày một phát triển. Cuộc sống của bà con các dân tộc vùng khó khăn Lào Cai đang đổi thay từng ngày khi có sự quan tâm đầu tư của nhà nước và sự đồng thuận cao của người dân. Đặc biệt, việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng đã tạo nên sức bật cho nhiều khu vực vùng cao của Lào Cai. Thôn tái định cư Pờ Xì Ngài, xã Trung Trải, thị xã Sapa có 39 hộ dân tộc Dao sinh sống. Tại nơi ở mới này, hệ thống đường giao thông bê tông đã được đầu tư giúp bà con đi lại thuận tiện. Những ngôi nhà mới cũng được người dân làm kiên cố vững chắc hơn, không còn nỗi lo thiên tai mỗi khi mùa mưa tới. Từ khi mà được Đảng, Nhà nước quan tâm chuyển lên khu tái định cư thì gia đình cuộc sống gia đình khá giả hơn rất là nhiều. Đường xá đi lại nó cũng rất là thuận tiện. Lại có đường, có điện, có nước sạch đến tận nhà. Người dân ở đây cũng đã mạnh dạn mở các cái mô hình nuôi cá nương lạnh như là cá hồi, cá tầm, thì quy mô thì cũng hơn chục hộ hiện nay là cũng đã đang triển khai nuôi, và có một số hộ cũng đã cho thu nhập, thì cái thu nhập cũng cao hơn nhiều lần so với trồng trọt phát triển kinh tế chăn nuôi. Được nhà nước đầu tư, tất cả 115 hộ đồng bào Mông thôn Bản Lầu, xã Trịnh Tường, huyện Bát Sát rất phấn khởi khi được sử dụng điện lưới quốc gia. Điện không chỉ thắp sáng, điện còn phục vụ sản xuất. Nhiều hộ dự định sẽ đầu tư thêm máy móc để mở rộng quy mô sản xuất, từng bước xóa đói giảm nghèo. Có máy móc sử dụng máy thái rau lợn này, máy
tái cỏ, cỏ ngô này, máy nghiền ngô này, máy để cho lợn và cho trâu bò này được giúp gia đình thì gia đình rất là phấn khởi và vui mừng. Khi mà công trình điện đưa vào khai thác thì nó sẽ đáp ứng được các cái yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, cũng như là nâng cao dân trí và tiếp cận được các cái công nghệ mới trong cái hoạt động. Chương trình xây dựng nông thôn mới đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và quan trọng nhất là sự đồng lòng hưởng ứng của người dân. Qua khảo sát đánh giá cho thấy tỷ lệ hài lòng về các công trình hạ tầng trong xây dựng nông thôn mới khá cao. Tâm lý trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước giảm rõ rệt. Các hộ dân cũng nhận thức rõ việc hưởng lợi từ các chương trình và cùng chia sẻ, đóng góp để xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Tiếp theo chương trình, lực lượng chức năng Lào Cai xử lý 27 vụ vi phạm kinh doanh hàng hóa. Cố vấn kinh tế hàng đầu của Nhà Trắng từ chức. Tháng 1 vừa qua, lực lượng quản lý thị trường tỉnh đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 27 vụ vi phạm trong kinh doanh hàng hóa. Tổng hàng hóa các lực lượng thu giữ được trị giá 316 tỷ đồng, xử phạt nộp ngân sách nhà nước 175 tỷ đồng. Các vụ vi phạm về kinh doanh hàng hóa chủ yếu là buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, tập trung ở nhóm mặt hàng kinh doanh phục vụ Tết như nhu yếu phẩm, hàng tiêu dùng. Sau Tết Nguyên đán, tỉnh Lào Cai chỉ đạo các thành viên Ban chỉ đạo 389 tiếp tục xác định rõ các địa bàn trọng điểm để tăng cường kiểm tra kiểm soát. Chú trọng kiểm tra xử lý vi phạm các mặt hàng liên quan đến nhu yếu phẩm, thời trang, thuốc chữa bệnh, trang thiết bị vật tư y tế, hàng nhái các thương hiệu nổi tiếng. Công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả được lực lượng hải quan cả nước tăng cường thực hiện và đạt nhiều kết quả. Từ ngày 16 tháng 12 năm 2022 đến ngày 15 tháng 1 năm 2023, toàn ngành hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 546 vụ việc vi phạm. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 196 tỷ đồng, số tiền thu nộp ngân sách nhà nước 14,5 tỷ đồng. Đặc biệt, cơ quan hải quan đã khởi tố 2 vụ và chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 3 vụ. Số tiền thu nộp ngân sách nhà nước là 14,5 tỷ đồng. Tổng cục Hải quan chỉ đạo các đơn vị và hải quan địa phương tiếp tục tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các đơn vị liên quan, phát hiện sớm, không để hàng giả, hàng kém chất lượng xâm nhập vào nội địa. Nền tảng du lịch trực tuyến Booking.com vừa công bố những cơ sở lưu trú nhận giải thưởng thường niên năm 2023 và những địa điểm mến khách nhất thế giới. Việt Nam có nhiều địa điểm lọt vào danh sách này. Trong số hơn 10.000 cơ sở lưu trú tại Việt Nam được đánh giá mức độ hiếu khách, Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương dẫn đầu về số lượng cơ sở được trao giải, tiếp sau là Hà Nội và Đà Lạt. Ở hạng mục mới đô thị thân thiện nhất Việt Nam năm 2023, các đô thị ven biển vẫn được ưa chuộng nhất với 6 điểm đến sở hữu các bãi biển nổi tiếng. Đứng đầu danh sách này là Phong Nha, tiếp theo là Ninh Bình, Hội An, Huế, Mai Châu, Tuy Hòa, Côn Đảo, Đồng Hới, Cát Bà, Sapa. Đây cũng là lần đầu tiên Cát Bà, huyện Cát Hải, Hải Phòng được vinh danh tại hạng mục này, thay cho Mũi Né trong bảng xếp hạng năm 2022. Tiếp tục chương trình là một số thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, Tổng thống Mỹ thông báo ông DC, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Mỹ NEC, sẽ rời khỏi vị trí này. Trong một tuyên bố, Tổng thống Mỹ đã nêu bật vai trò then chốt của ông DC đối với sự hồi sinh của nước Mỹ. Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh, trong 2 năm qua, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Mỹ đã giúp đưa tầm nhìn kinh tế của Tổng thống Mỹ thành hiện thực và quản lý quá trình chuyển đổi phục hồi kinh tế mang tính lịch sử của Mỹ sang tăng trưởng đều đặn và ổn định. Việc ông DC từ chức đã được dự báo từ trước. Động thái này diễn ra vào giữa nhiệm kỳ của Tổng thống Biden khi Quốc hội Mỹ đang bị chia rẽ giữa phe Dân Chủ chiếm đa số tại Thượng viện và phe Cộng hòa chiếm đa số tại Hạ viện. Tổng thống Peru đã đề xuất một dự luật mới nhằm thúc đẩy tiến hành các cuộc bầu cử sớm trong năm 2023 với mục đích chấm dứt các cuộc biểu tình bạo lực kéo dài nhiều tuần qua tại quốc gia Nam Mỹ này. Theo dự luật mới được Tổng thống đương nhiệm đề xuất, các cuộc bầu cử quốc hội và Tổng thống Peru sẽ được tổ chức vào tháng 10 năm 2023 và những người trúng cử sẽ chính thức nắm quyền vào cuối tháng 12 năm nay. Cũng theo đề xuất,
các quan chức và nghị sĩ Quốc hội được bầu sẽ đảm nhiệm vị trí của mình trong nhiệm kỳ 5 năm. Dự luật mới được đưa ra sau khi Quốc hội Peru bác bỏ một loạt đề xuất bầu cử sớm. Lần gần đây nhất, hôm 31 tháng 1, các nhà lập pháp Peru đã không đạt được thỏa thuận về tổ chức bầu cử sớm trong năm 2023. Nhật Bản và Trung Quốc nhất trí sẽ duy trì liên lạc chặt chẽ ở mọi cấp độ. Đây là nội dung quan trọng đạt được trong cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Nhật Bản và người đồng cấp Trung Quốc. Tại cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Nhật Bản bày tỏ mong muốn hai bên sẽ hợp tác chặt chẽ để hiện thực hóa phương hướng xây dựng quan hệ Nhật-Trung, ổn định và mang tính xây dựng, như tinh thần lãnh đạo hai nước đã đạt được tại hội nghị thượng đỉnh tháng 11 năm ngoái. Về phần mình, Ngoại trưởng Trung Quốc nói rằng Bắc Kinh sẵn sàng phối hợp với Nhật Bản để tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực và thúc đẩy cải thiện quan hệ song phương đi đúng hướng. Hai bên cùng trao đổi quan điểm về tình hình Ukraine, Biển Hoa Đông, vấn đề Triều Tiên. ChatGPT, công cụ chat đỉnh đám mới ra mắt do OpenAI của Mỹ phát triển, đã lập kỷ lục về tốc độ gia tăng người sử dụng khi cán mốc 100 triệu người chỉ trong một tháng. Nghiên cứu của UBS cho thấy khoảng 13 triệu người dùng ChatGPT mỗi ngày trong tháng riêng, gấp đôi so với tháng 12 năm 2022. Trong suốt 20 năm qua, chưa từng ứng dụng Internet nào có số lượng người dùng phát triển nhanh như vậy. Ngày 2 tháng 2, OpenAI, tổ chức nghiên cứu trí tuệ nhân tạo tư nhân đứng đầu sau công cụ ngôn ngữ này, đã tung ra gói đăng ký $20 trên một tháng cho phiên bản ChatGPT Plus, cung cấp cho người dùng dịch vụ ổn định hơn, nhanh hơn, cùng nhiều tính năng hiện đại hơn so với phiên bản miễn phí. Giới phân tích tin rằng ChatGPT sẽ giúp OpenAI giành lợi thế trước nhiều công ty phát triển AI khác. Mới đây, trang mạng du lịch của Australia, một trong những chuyên trang du lịch hàng đầu thế giới, đã đánh giá phở Việt Nam là một trong những món súp ngon nhất thế giới với mùi vị hoàn hảo. Bài báo viết, chúng ta có thể tranh luận thâu đêm về món súp ngon nhất thế giới. Có thể đó là mì ramen của Nhật Bản hay là món besara của Maroc. Mỗi người đều có đánh giá theo sở thích riêng của mình. Tuy nhiên, điều không thể tranh cãi là món phở, món súp nổi tiếng nhất của Việt Nam, nằm trong danh mục những món súp ngon nhất thế giới. Chuyên trang du lịch này cũng nhấn mạnh phở là món quà ẩm thực tuyệt vời nhất của Việt Nam, dành tặng cho thế giới. Đây là một món ăn thơm ngon, có sức mạnh tinh tế hấp dẫn. Thưa quý vị và các bạn, người Dao ở Bát Sát Sapa của Lào Cai hiện vẫn còn giữ được nghề chạm bạc truyền thống. Những sản phẩm bằng bạc do đồng bào Dao đỏ chế tác như xà tích, nhẫn, vòng bạc hay khuy áo, chuông bạc mang vẻ đẹp độc đáo, đường nét tinh xảo, tỉ mẩn và kỹ thuật chạm khắc đặc biệt. Ít phút còn lại của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những hình ảnh đẹp về nghề chạm khắc bạc của người Dao đỏ ở vùng cao Lào Cai. Quý vị và các bạn, theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh yếu tăng cường xuống, từ ngày hôm qua mùng 2 tháng 2, vùng thấp của Lào Cai không mưa, vùng núi có mưa nhỏ vài nơi, nhiệt độ các khu vực đồng loạt giảm nhẹ. Hiện không khí lạnh ảnh hưởng có cường độ ổn định, sau suy yếu. Dự báo chiều tối và đêm nay mùng 3 tháng 2, vùng hội tụ gió trên cao sẽ hình thành khiến mưa gia tăng về diện và lượng. Theo đó, các khu vực trong tỉnh nhiều mây, ngày có mưa nhỏ vài nơi, đêm có mưa, mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông. Vùng núi cần đề phòng mưa đá, gió giật mạnh trong cơn dông.
Sáng sớm có nơi có sương mù, gió nhẹ, trời rét, vùng cao có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 22 đến 24 độ C. Vùng núi 16 đến 18 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ C, vùng cao 14 đến 16 độ C. Thị xã Sapa rét nhất là từ 10 đến 12 độ C. Du khách đang có chuyến du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai nên có kế hoạch nghỉ lại các homestay hoặc những điểm tham quan vui chơi có mái che, không gian ấm cúng và đừng quên thưởng thức ẩm thực riêng có của Lào Cai. Còn bây giờ sẽ là thông tin chi tiết cho các địa phương trong tỉnh. Vùng đồi núi thấp nhiều mây không mưa, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Vùng đồi núi cao nhiều mây không mưa, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét đậm, nhiệt độ từ 14 đến 19 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Thành phố Lào Cai nhiều mây không mưa, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Khu du lịch Sapa nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét hại nặng, nhiệt độ từ 11 đến 16 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Khu du lịch Bắc Hà nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió nam cấp 2, đêm và sáng trời rét hại, nhiệt độ từ 14 đến 19 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.